Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý các bạn. Thì tiếp theo ngày hôm nay thì Emosai chia sẻ toàn bộ khung cảnh triển lãm Trà Khê Thái Bình các bác nhé. Thì hôm nọ Emosai cũng đã chia sẻ một đoạn rồi, thì hôm đấy là cái công tác nhận cây là đang chuẩn bị nhận cây, thì chưa nhận hết cây các bác nhé. Thì hôm nay này những cái tác phẩm đã vào vị trí, thì Emosai sẽ chia sẻ các bác cái khung cảnh và một số cái tác phẩm tại đây nhé. Hôm nay rất nhiều những tác phẩm đẹp đã đến đây. Đấy. Thì như ở cuốn video trước thì quý các bạn đã thấy là chủ yếu ở triển lãm Trà Khê Thái Bình là những cái tác phẩm xanh cổ các bạn nhé, xanh cổ và xanh giang cổ đấy, thấy hai dọc đặt hai bên này đa số là những tác phẩm xanh cổ. Thì hôm nay thì còn một số những cái tác phẩm cũng có hàng đương đại các bạn nhé đã đến. Thì bây giờ thì Imosai mời tất cả quý các bạn cùng theo dõi một số cái tác phẩm ở cái cuốn video này tại triển lãm Trà Khê các bạn nhé. Trước mắt quý các bạn đang là một tác phẩm xanh cổ, một tác phẩm xanh cổ có bộ bẻ rất là đẹp các bạn nhé. Tác phẩm xanh này thì chắc chắn là sẽ có cái thời gian rất là lâu rồi. Đấy. Tràn chậu các bạn nhé, tràn chậu đây là thay chậu mới. Dáng cổ ngày xưa các bạn nhé, trực liên chi đây. Đấy. Thì vừa rồi là những cái dòng xanh trực liên chi, những cái cây cốt đẹp thì các bác đa số là cắt lùn nước hết rồi. Đây là những cái tác phẩm còn lại. Đấy, cây rất là già các bạn nhé. Đấy. Thì vừa rồi hôm ở bên Trà Khê Thái Bình này cũng có một quả lộc đấy, của anh Hướng, một tác phẩm xanh là 358 triệu. Thì đây một size sẽ chia sẻ cùng với các bạn. Đấy, tiếp theo là một cái tác phẩm lộc vừng các bạn nhé, một tác phẩm lộc vừng trực. Đấy. Hai tay một ngọn các bạn, một con tơ. Một tác phẩm lộc vừng cũng rất là to các bạn nhé, có bóng dáng của một cái tác phẩm cổ thụ thu nhỏ rất lù cục các bạn nhé. Đây là một cái tác phẩm lộc vừng thì theo Imosa đánh giá cũng rất là đẹp các bạn. Bông tay tay cành chốt rất là đúng chỗ các bạn nhé. Đấy. Quá là tuyệt vời, một tác phẩm lộc vừng là mình phải nói là điểm 9 các bạn nhé. Đấy. Bộ thân pháp cũng rất là đẹp. Tiếp theo là một cái tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh có đường chạy rất là quái, một tác phẩm xanh gần như cái tác phẩm rồng cuốn đấy các bạn, đường chạy thân rất là khó các bạn nhé. Thì triển lãm Trà Khê năm nay là quy tụ hàng trăm tác phẩm. Đấy, thì video trước Emosai đã chia sẻ từ bên ngoài và phía bên trong trưng bày cái bên trong rồi, thì video này Emosai tiếp tục chia sẻ một số tác phẩm là lúc trước là chưa đến các bạn nhé. Đấy, một tác phẩm xanh chủ nhân là tạo tác cái đường chạy rất là khó các bạn nhé, phải nói là rất là nghệ thuật, còn rất nhiều những tác phẩm đẹp nữa. Đấy. Quý các bạn sắp xếp chút thời gian có thể đến trực tiếp Trà Khê Thái Bình để tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp. Đấy, bên này còn một số cái tác phẩm xanh giáng làng cổ ngày xưa các bạn này. Đấy. Những cái tác phẩm xanh cổ rất đẹp các bạn. Phải nói là đây là cũng không nghĩ đây là một cái tác phẩm trưng bày của huyện các bạn nhé. Đấy, rất nhiều tác phẩm. Đầu tiên này nghĩ cứ là một cái cuộc triển lãm gọi là mở rộng cơ. Đấy, của tỉnh cơ. Đấy. Trà Khê là một cái triển lãm của làng nghề các bạn nhé. Đấy. Một tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh rất quý. Đấy. Một tác phẩm xanh trực rất là khủng các bác ạ. Ấy ui dồi ôi, một tác phẩm xanh cổ này, tác phẩm xanh này thì phải nói là Imosai đánh giá là khá là cao, cổ nguyên bản đấy các bác ạ. Tác phẩm này có tên là xanh cổ đấy, đây nữa này, đây chính là bộ đôi bộ ba của chủ nhân này, một tác phẩm của anh của tác phẩm Đặng, một tác phẩm có tên là trực trực siêu. Nói chung là cái lối cổ này thì chơi theo lối cũ các bạn. Đấy, đây cũng là một tác phẩm si cổ này, tác phẩm si cổ này thì nhớ không nhầm thì ngày xưa là có đem đi triển lãm cái tác phẩm si này này, có đi đem đi triển lãm ở Lam An Khánh Hà Nội, Imosai cũng có chia sẻ rồi.
Thực ra là quay những cuốn video và mình chia sẻ trực tiếp thì mình vẫn có muốn góp ý thêm là cổ hay không cổ, thì bây giờ những cái dòng bông tay ấy, vẫn phải làm theo gọi bài bản và làm theo làm sao cho đẹp và kỹ thuật nhất thì cây nó mới có giá trị cao được. Đấy. Chứ bông tay mà làm không đúng quy củ thì cái tính chất của nghệ thuật thì nó không thể cao được, và cái tính chất mà để mà nó sở hữu đạt được những tác phẩm cao, nghệ thuật cao thì không có yếu tố. Còn tất nhiên là những cái cây cổ già rất là quý rồi các anh nhé. Đấy. Đa số là những cái tác phẩm tranh cổ giả quá các bạn. Một tác phẩm xanh này, ui rồi, tác phẩm xanh này nó còn bệ tràn mấy cái chậu này, ôm mấy cái chậu già này. Nói chung là những tác phẩm xanh này thì rất là quý rồi. Một tác phẩm xanh trực huyền, ui rồi, tác phẩm này tràn tràn chuẩn bị tràn hai lớp chậu các bạn. Chủ nhân đặt sang cái chậu thứ ba rồi, tràn chậu với cái bệ đóng như bánh đúc các bạn nhé. Nếu mà các bác mà yêu cây cổ thì không đến Trà Khê Thái Bình ngắm cây thì quả thật rất là tiếc. Nên quý các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để đến chung vui và chia sẻ cùng cuộc triển lãm này. Đây là cái tác phẩm hôm nọ là anh hướng giao dịch nha các bác nhé. Xanh Nam Điền, Ngọa Long. Giao dịch là 358 triệu. Đấy. Người chuyển nhượng anh Trần Văn Mạnh. Và anh chủ sở hữu là anh Trần Minh Hướng các bác nhé. Anh Hướng là một người chơi cây trẻ tuổi rất là tuyệt vời, rất là giỏi các bạn. Cũng đi rất nhiều hội chợ. Đây là một cái cuộc triển lãm có thể là có những cái bắt tay giao dịch là ngay trước khi giao dịch rồi. Rất là tuyệt vời, một tác phẩm xanh Nam Điền cổ. Gần như một cây long các bác nhé. Một cây long rất là khủng. Đây, quay gần một chút các bác này. Những cái cây cổ long cổ này. Ngoài ra thì Imosai được biết là anh Hướng anh có rất nhiều tác phẩm xanh và nhiều cái phôi xanh rất là già. Thì Imosai gặp thì anh Hướng cũng đi khá nhiều triển lãm rồi. Các bác rất rất hay đi hàng chợ các bác nhé. Đấy, các bác hay đi trưng bày hàng chợ triển lãm bán rất là nhiều. Rất là khủng các bạn. Quay trong video này ở ngoài rất là to các bác nhé. Đấy. Thì đây là một cái bắt tay cũng như là bước ngoặt và một cái gọi là kích lửa để cho triển lãm thành công rực rỡ. Đấy, tiếp theo phía bên trong này thì Yamasai tiếp tục chia sẻ một số tác phẩm nữa. Đấy, những tác phẩm xanh cổ bo đá, những tác phẩm xanh cổ nguyên bản này. Đấy, đa số chỉ là xanh cổ thôi nhé, không có một cái dòng hàng đương đại mới nào cả, ít lắm. Có một chút là cái dãy phôi nhỏ nhỏ bên trong ấy, thì là trước Imosai quay ở video trước rồi. Đấy, quý các bạn xem thì muốn mua cái hàng đương đại phôi nhỏ thì quý các bạn để ý nhá. Đấy, có số điện thoại trên đó. Đấy, đây là một cái tác phẩm xanh vừa rồi được hé lộ là đang giao dịch rất nhiều tỷ đồng. Đấy, nhưng mà nó chưa thành các anh nhé, đang được hai bên đàm phán. Đấy, hôm đó có video trực tiếp là anh Bonsai Đức Huy chia sẻ rồi. Đấy. Cái dãy phía bên ngoài này, hai dãy này rất nhiều những cái tác phẩm xanh và si xanh cổ đẹp, đa số là xanh. Thế còn si thì thực ra là Imosai đã chia sẻ rồi, khoảng tầm 3 đến 5 năm nữa thì rất nhiều những cái phôi si và rất nhiều những tác phẩm si đẹp được ra sân đấu. Đấy, thì quý các bạn hãy chuẩn bị là khoảng tầm 5 năm nữa C thì bắt đầu mới lên đỉnh các bác nhé. Dạo này thì đa số triển lãm thì nó xanh nhiều thôi, nhưng mà những cái tác phẩm xanh mà cổ mà nguyên bản ấy mà đẹp thì tất nhiên là rất là nhiều tiền. Một tác phẩm tiếp theo là tác phẩm có tên là Mộc Vân Sơn của nhà vườn Linh Nga. Đấy, chủ tạo tác ngày xưa là do anh Thuận Đồng Lát, một tác phẩm rất là khủng. Đấy, rất nhiều tác phẩm xanh si. Ra là đây là một cái khu trưng bày mà triển lãm gọi là cấp huyện mà được như này không phải đơn giản đâu các bác nhé, rất là khủng khiếp ấy. Đấy, quê hương Thái Bình nhìn vào một khu trưng bày nha thì đẹp hơn rất là nhiều cái khu trưng bày của triển lãm tỉnh.
đặc biệt là bốn xung quanh hồ này thì được đặt là cái không gian của nó này nhìn trông nó sẽ rất là sâu cây có nhé, nó không bị nốt cây. Đấy. Những tác phẩm này thì hôm nọ đi bonsai có quay video giới thiệu ban đầu rồi. Đấy, một số tác phẩm xanh cổ xung quanh đây thì có cả hàng trăm tác phẩm, từ những tác phẩm nhỏ đến to. Đa số đợt này thì là những cái tác phẩm tầm trung, đấy, những tác phẩm tầm cấu trung các bác nhé. Đây là một cái tác phẩm xanh cổ mà Yên Bonsai đánh giá cũng rất là cao các bác nhé, theo con mắt của Yên Bonsai. Thực ra là những tác phẩm xanh cổ mà được những cái bệ bãi mà nó cuốn mà như này mà bông tay hoàn thiện như này rất là khó. Thực ra là để nó cân đối cái dòng xanh cổ ngày xưa mà để cân đối tay bông cân đối rất là khó, mà nhặt được những cái tác phẩm nào mà cân đối đẹp thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy, rất nhiều những tác phẩm xanh cổ. Quý vị các bạn muốn tìm xanh cổ thì đến đây sẽ là một cái sự lựa chọn chắc chắn là giá cả sẽ rất là hợp lý các anh nhé. Một cái khu trưng bày rất là tuyệt vời. Đấy, tầm này thì thời tiết đang rất là nắng các bác nhé. Mấy hôm nay thời tiết nó đang giao mùa, sang mùa hè rất là nắng. Quý các bạn phải giữ gìn sức khỏe để anh em chiến đấu và còn đi ngắm cây. Đấy, rất là tuyệt vời khung cảnh đài giữa đài phun nước các bác nhé. Thì tiếp theo bên này thì phía bên ngoài này thì Yên Bonsai giới thiệu các bác là một cái tác phẩm xoài bonsai rất đặc biệt. Đấy, đặc biệt là cây xoài này quả rất là sai. Thực ra đợt này là rất nhiều những cái tác phẩm xoài các bác nhé, xoài này, trứng gà này, hồng xiêm này, một số những tác phẩm cây ăn quả. Thực ra là cây nào cũng rất là quý thôi, nếu mà đã dòng chơi bonsai các bác nhé thì bất kể là cây gì, miễn sao là nó là những cái cây mà thân pháp mà gọi là đẹp lùn lực, đấy, bông răm tay cành hợp lý thì cây sẽ rất là quý. Đấy, phía bên này là một số tác phẩm xanh cổ, đa số là xanh cổ. Thì rất nhiều bác mà yêu cây dòng lùn lực thì có thể là không thích, nhưng đa số những dòng xanh cổ này một số bác là nhiều bác còn đi săn coi nhé. Đấy, tác phẩm xanh cổ nguyên bản. Những tác phẩm này là ôm chậu như này phải rất là lâu rồi các bác nhé thì mới được những cái tác phẩm xanh dài như này. Đấy, bản thân Yên Bonsai thì cũng rất là yêu cây cảnh, yêu dòng cây lùn lực thân pháp mà gọi là đẹp, thì sau này những cái cây thành phẩm thì nó sẽ là những cái cây đẳng cấp rất là quý. Đấy, còn những cái cổ mà sở hữu được những cái cổ mà thân nạc nu cục giữ lại cái tác phẩm nào như vậy thì nó sẽ là vô giá rồi các bác nhé. Thì vừa rồi Yên Bonsai cũng đã chia sẻ một số cái tác phẩm và một số cái không gian cây cảnh ở triển lãm Trà Khê Thái Bình năm 2023 đấy các bác nhé. Video trước Yên Bonsai cũng đã chia sẻ rồi, video sau này thì Yên Bonsai đã chia sẻ thêm những cái tác phẩm mới đến. Thì quý các bạn sắp xếp thời gian này cố gắng đến Trà Khê Thái Bình ngắm những cái tác phẩm xanh cổ này, đấy, những cái tác phẩm rất là quý các bác nhé. Phải theo thời gian là mới có những cái tác phẩm như này. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi Yên Bonsai chia sẻ. Quý các bạn theo dõi thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ những cái cuốn video hay để cho quý các bạn cùng ngắm nhé. Đấy, thì Yên Bonsai lời cuối cùng thì xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Đấy, xin chào các bác nhé.